Chào mừng tất cả mọi người đến với kênh Anh Túc Crypto. Trong nội dung chia sẻ video buổi đầu giờ sáng ngày hôm nay, ngày mùng 6 tháng 9 thì như thường lệ hàng ngày thì Túc và mọi người cùng đi tìm cái mật mã hàng ngày mùng 6 tháng 9 để chúng ta nhận 1 triệu đồng xu hôm tôi không bắt từ dự án, và chúng ta chơi cái trò chơi nhỏ mini game này để chúng ta nhận thêm một cái chìa khóa. Nó cũng là một phần trong của chiến dịch nó giả airdrop cho mọi người. Thế thì bây giờ mình và anh em cùng đi chơi. Thì nếu mà người mới chưa tham gia kèo Hunter Combat thì anh em nhanh chóng kích vào đường link dưới phần mô tả để chúng ta tham gia ngay vào luôn. Thì kèo dự án thì vào đến 26 tháng 9 thì bắt đầu nó lead cũng như là phân phối cho mọi người. Hiện tại thì bây giờ theo thống kê là nó lead gần full sàn rồi. Rồi bây giờ thì mọi người sẽ kích phần mini link cho mình để chúng ta bắt đầu chơi cái trò chơi lớn đi thôi. Chơi Buzzer game này. Và sau đó thì chúng ta bắt đầu là kích vào phần là chơi cho mình này. Rồi chúng ta kéo lên xanh sang này, hai đen xanh sang trên này, đỏ lên này, hai đỏ lên này, xanh sang này, đỏ lên này, xanh sang này, đỏ xuống này, chụp hóa sang này, đỏ lên tiếp này, xanh sang này, xanh sang tiếp này, tiếp tục xanh này, rồi đỏ xuống này, đỏ xuống này, xanh sang này, hai cái đỏ lên này. Chụp khóa sang này, đỏ lên này, rồi tiếp sau đó đẩy lên này, đỏ xuống này, và này. Rồi anh em nếu mà không làm được, anh em tua chậm, anh em làm từ từ thì anh em sẽ làm được nha. Trong trường hợp là nếu mà anh em làm sai thì anh em có thể là chờ trong tầm 4 đến 5 phút thì chúng ta làm lại một lần vẫn làm được. Rồi sau đó thì chúng ta sẽ cái phần mật mã hàng ngày để chúng ta bắt đầu chơi. Thì cái mật mã ngày hôm nay, ngày 6 tháng 9 là gì ạ? Mã ngày là on chain mọi người nha. Xin giới thiệu mật mã hàng ngày từ dự án Hunter của bác ngày 6/9 là on chain nha. Bây giờ mình xin nhập này. Để mà gõ được chữ O thì chúng ta cần là chúng ta kéo cái này lên cho nó nằm rê này. Một chấm này, à một giữ gì? Ba giữ gì? Ở đây chữ O này, chữ L thì một giữ một chấm này, một giữ này, một chấm này. Ở chữ C là một giữ này, một chấm này, một giữ này, một chấm này. Ở chữ H thì 1, 2, 3, 4 này. Hồi chữ A thì một chấm này, một giữ này. Hồi chữ Y thì 1, 2 này. Hồi chữ N thì một giữ này, một chấm này. Rồi thì mọi người có thể thấy là mình đã nhận được mật mã bị bẻ khóa. Bạn là một người thám thử thực sự, chúng tôi cứ vừa nhận được thưởng cho mình này. Rồi nha. Rồi trong quá trình thao tác, anh em có gì không hiểu thì có thể là comment bên dưới thì mình sẽ hỗ trợ tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người, tất cả mọi người đã tham gia cũng như là đã ủng hộ em. Mình chào tất cả mọi người.